Quang Viên xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin chào đón quý vị đến với chương trình Tôn giáo và đời sống. Kính thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những tháng ngày cuối của năm 2016 và nếu chúng ta có cơ hội nhìn lại trong năm vừa qua, rất là nhiều sự việc xảy ra trên thế giới cũng như tại Hoa Kỳ, những cuộc bạo động, những sự bất an đến với mỗi đời sống của chúng ta. Bởi vì cớ đó, mỗi đời sống của chúng ta cần phải có một niềm tin. Đặc biệt trong chương trình Tôn giáo và đời sống buổi tối hôm nay, Quang Vinh xin được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là khả ái, đó là mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành North San Diego với chúng ta buổi tối hôm nay. Quang Vinh xin kính chào mục sư và xin chào đón mục sư đến với chương trình Tôn giáo và đời sống. Xin thân chào anh Quang Vinh và xin kính chào quý khán thính giả của Việt News. Kính thưa quý vị, tháng 12 có thể chúng ta gọi là tháng của mùa Giáng sinh, mùa yêu thương. Kính thưa quý vị và thưa mục sư, khi mà chúng ta bước vào tháng 12 đó thì mọi người đều bận rộn và lo lắng. Công viên thấy là vì họ nói là Giáng sinh, công ăn việc làm thì muốn đóng sổ, mọi người thì mong mỏi đi shopping để lo mua quà, tặng quà cho nhau. Cái mùa Giáng sinh đối với con người dường như nó trở thành gọi là buôn bán nhiều hơn là tìm được cái ý nghĩa thật sự của mùa Giáng sinh. Mục sư có thể chia sẻ cùng Quang Viên và quý vị khán thính giả để cho chúng tôi cùng biết là Giáng sinh thực sự ra có ý nghĩa gì cho mỗi đời sống của chúng ta và có ý nghĩa gì cho nhân loại của chúng ta? Thật ra thì sự Giáng sinh của Chúa Giêsu đã trải qua hơn 2.000 năm rồi. Đến ngày hôm nay, người ta dự Giáng sinh rất là đông, không chỉ là một cái lễ đặc biệt của người tin lành, người theo Chúa mà của cả nhân loại nữa. Và chủ yếu ngày hôm nay người ta shopping nhiều, người ta vui chơi đoàn tụ gia đình, quà cáp. Nhưng với con cái Chúa thì Giáng sinh là một cái cơ hội rất đặc biệt để chúng ta mừng sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã Giáng sinh cho chúng ta. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta phải đảm bảo rằng chính Chúa Giêsu Giáng sinh cho cuộc đời của chính mình. Vậy kính thưa mục sư, như mọi người được biết đó, là chúng ta đều biết là tháng 12 người ta gọi là sinh nhật của một vị vua, nghĩa là vua là cứu Chúa Giêsu đã Giáng sinh. Thì nhiều người nghĩ rằng là Giêsu cũng chỉ là một người bình thường Giáng sinh xuống trần thế này, thì ông Giêsu là một người tốt hơn những người khác. Như vậy thì mục sư nghĩ như thế nào khi người ta nói như vậy? Người ta có thể nói như vậy, nhưng mà với Kinh Thánh thì sự Giáng sinh của Chúa Giêsu rất đặc biệt. Chúa Giêsu sinh ra đã được tuyên đoán trước. Chúng ta có thể trở về với lịch sử và có thể nói rằng chưa có ai đã nói trước về một người mà sinh ra như thế nào. Nhưng mà Chúa Giêsu Giáng sinh đã được Kinh Thánh nói 700 năm về trước. Chúa Giêsu đã được dự ngôn, Ngài sinh ra tại Bethlehem, tại thành của vua David, Ngài sinh ra trong trắng máng cỏ trùng chiên, tất cả những điều đó đã được Kinh Thánh nói trước. Bởi vậy sự Giáng sinh của Chúa Giêsu rất đặc biệt. Ngài là ngôi hai ba ngôi Đức Chúa Trời, đấng từ trời đến cho con người như lời của Chúa hứa ở trong Kinh Thánh. Vậy thì đối với con người, đối với nhân loại, nếu mà sự Giáng sinh của Chúa Giêsu là một niềm cứu rỗi cho mọi người, thì một người muốn đón nhận niềm cứu rỗi đó thì họ phải làm như thế nào, kính thưa mục sư? Chúa Giêsu Giáng sinh cho mọi người và sự cứu rỗi đến với con người rất dễ dàng. Kinh Thánh Chúa nói, ai tin ta thì được sự sống đời đời. Chúa Giêsu là món quà của Thượng Đế và món quà đó cho mọi người. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể nhận được món quà đó khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận. Cho nên đến với Chúa Giêsu và nói rằng, Chúa ơi, con muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống con. Như vậy là đủ. Vậy khi một người mà họ nói là họ muốn tiếp nhận cứu Chúa Giêsu vào đời sống của họ để họ có được một sự sống đời đời, được một sống đời sống đổi mới, và sau khi đó họ muốn tiếp tục được trưởng thành lớn lên trong một cái đời sống của một người mới tiếp nhận cái tình yêu mới từ cứu Chúa Giêsu, thì như Quang Viên được biết, hội thánh của mục sư là đang nằm tại trên đường Miramessa, phải không thưa mục sư? Dạ vâng. Mục sư có thể trình bày cho quý vị khán thính giả VNTV cùng Quang Viên được biết hội thánh của mục sư nằm tại đâu, cái địa chỉ ở đâu và chương trình và những sự sinh hoạt của hội thánh của mục sư là như thế nào thưa mục sư? Hội thánh North San Diego của chúng tôi tọa lạc tại 7420 đường Caro Road, San Diego, California 92121. Chúng tôi có những giờ sinh hoạt vào tối thứ sáu cho người lớn. Chúng tôi có giờ sinh hoạt tối thứ bảy cho các bạn trẻ. Và chương trình Chủ nhật của chúng tôi bắt đầu từ 9:30 cho các lớp trường Chủ nhật. Tại hội thánh North San Diego chúng tôi có các chương trình thờ phượng Chúa cho những người lớn tuổi, cho các bạn gia đình trẻ và cả cho những em nói tiếng Mỹ nữa. Cái điều mà mục sư vừa trình bày Quang Viên thấy rất là hay thưa mục sư, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta sống trong một xã hội mà phần đông các cha mẹ và các con em rất là lo lắng cho những người con trẻ tuổi của mình. Chúng ta biết rằng con em chúng ta sống trong một xã hội mà gọi là cái sự tự do quá đáng để các em có trường học dạy các em suy nghĩ theo những sự suy nghĩ của mình.
làm những điều gì các em thích. Thì như mục sư vừa trình bày, Hội Thánh của mục sư có những chương trình lo cho các em thanh thiếu niên và những chương trình song ngữ giúp cho các em. Mục sư có thể chia sẻ thêm một phần nào về những công việc mà mục sư đã làm việc chung với em hoặc là những các anh chị em trong Hội Thánh có những chương trình giúp cho các em trong tuổi thanh thiếu niên hoặc là thiếu ấu nhi như thế nào, thưa mục sư? Thật sự thì theo cái nhìn của tôi, đối với người Việt Nam của chúng ta nói riêng và đối với người châu Á nói chung, thì người châu Á của chúng ta rất là thích sinh hoạt cộng đồng của gia đình, từ ông bà cha mẹ cho đến con cái. Bởi vậy tại North San Diego chúng tôi có tất cả các lớp sinh hoạt cho đủ mọi lứa tuổi như vậy. Đối với đặc biệt các em trẻ, chúng tôi có cái giờ thờ phượng dành riêng cho các em, có cái giờ các em nói chuyện tâm tình, có cái giờ các em đọc Kinh Thánh bằng tiếng Việt. Chúng tôi cố gắng tạo cơ hội để các em không những có thể nói được tiếng Việt mà có thể giao tiếp được với người lớn, gần gũi sinh hoạt với cha mẹ, ông bà ở trong gia đình. Cái điều đó là một điều rất là đáng quý. Trên cái phương diện mà làm việc chung với các em thanh thiếu niên như vậy, thì công viên được biết trong Hội Thánh còn có những chương trình lo cho các bạn thanh tráng và gia đình trẻ, những quý ông và những quý bà lớn tuổi. Thì thưa mục sư, Hội Thánh Tin Lành North San Diego có những cái chương trình nào, ví dụ như là có một quý ông quý bà nào nói là tôi muốn liên lạc với mục sư Nguyễn Hồng Quang để chúng tôi có thể tới cùng thăm viếng Hội Thánh và tham gia thờ phượng với Hội Thánh, thì Hội Thánh có chương trình đưa rước hay là giúp cho những cái người đó nếu mà họ cần những cái sự giúp đỡ không, kính thưa mục sư? Thưa vâng, có, chúng tôi có. Nếu ai trong cộng đồng, đặc biệt là cái vùng Miramisa, thì quý vị có thể gọi điện cho tôi số phone 206-854-1512. Tôi sẽ sắp xếp người để có thể đưa đón quý vị đến sinh hoạt với Hội Thánh Chúa. Kính thưa quý vị, mục sư Nguyễn Hồng Quang vừa cho chúng ta cái số điện thoại và công viên biết. Trên màn ảnh quý vị đang thấy số điện thoại của mục sư Nguyễn Hồng Quang cho quý vị. Và nếu quý vị có những nhu cầu tâm linh, có cần cái sự cầu nguyện đặc biệt, hay là quý vị cần có sự thăm viếng, hay là cần bất cứ sự giúp đỡ nào, quý vị có thể liên lạc với Hội Thánh Tin Lành North San Diego và mục sư Nguyễn Hồng Quang để tìm được cái sự giúp đỡ trong Hội Thánh. Xin mục sư có thể chia sẻ về thêm, như công viên được biết rằng là khi trong cái thời giờ mà Hội Thánh cùng sinh hoạt vào chiều Chủ Nhật đó, mục sư có thể cho biết rõ hơn là cái thì giờ nhóm bắt đầu từ lúc nào, giờ học Kinh Thánh từ lúc nào và giờ nhóm chính là lúc nào, kính thưa mục sư? Chúng tôi có cái giờ cầu nguyện từ 9 giờ sáng tới 9 giờ 30, từ 9 giờ 30 tới 10 giờ 15, đó là cái giờ trường Chủ Nhật của Hội Thánh, cũng là giờ trường Chủ Nhật của lớp người lớn và có lớp thanh tráng gia đình trẻ. Từ 10 giờ 15 tới 11 giờ sáng là giờ thờ phượng Anh ngữ dành cho những người nói tiếng Mỹ, cho các người trẻ nói tiếng Mỹ, họ vào đó có cái giờ thờ phượng hát, thờ phượng học, nghe bài giảng rồi tâm tình với nhau, và rồi đúng 11 giờ thì cả Hội Thánh Chúa sẽ dọn lại và thờ phượng Chúa vào cái giờ đó, từ 11 giờ tới 11 giờ tới 12 giờ 30. Thấy rất là vui, công viên được có cơ hội xem những cái hình ảnh của Hội Thánh trong những năm tháng vừa qua, thì công viên thấy rằng Hội Thánh trong năm Hội Thánh mục sư còn có những cái chương trình như là trại hè, chương trình picnic ngoài biển và mời tất cả những đồng bào chúng ta trong cộng đồng Việt Nam chúng ta tới tham dự như là trại hè. Mục sư có thể chia sẻ về những cái cuộc trại hè trong năm vừa qua hay là những cái buổi picnic mà Hội Thánh đã tổ chức và mời những cộng đồng Việt Nam chúng ta tới tham dự trong năm vừa qua? Hội Thánh của chúng tôi ngoài các sinh hoạt bên trong nhà thờ, chúng tôi có cái giờ thông công ở bên ngoài sinh hoạt đi picnic vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh, và chúng tôi có chương trình trại hè vào đầu tháng 9 năm nay, năm 2017. Chúng tôi sẽ có trại hè nguyên cái Labor Day, quý vị có thể tham gia với chúng tôi. Xin liên lạc với tôi để có thể biết thêm thông tin và quý vị có thể tham dự với chúng tôi 3 ngày trại hè năm 2017 này. Cảm ơn mục sư rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tới tôn giáo và đời sống, công viên được biết có lẽ mỗi đời sống của chúng ta có một niềm tin khác nhau, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào cái niềm tin, thì thưa mục sư, công viên xin được hỏi một câu, thêm một câu, đó là tại sao mình biết được cái niềm tin của chúng ta là đúng, và tại sao mình biết là cái niềm tin của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến một nơi mà chắc chắn, có lời hứa chắc chắn nằm nơi đó chờ cho chúng ta? Khi anh Quang Viên đề cập đến vấn đề niềm tin, tôn giáo, thật sự thì chúng ta hiểu rằng ở trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo. Nhưng mà ai có thể cho chúng ta một sự đảm bảo rằng đức tin của chúng ta ở trong giáo chủ mà chúng ta tin có sự cứu chuộc, đảm bảo cho đời sống vĩnh hằng của chúng ta sau ngày chúng ta lìa khỏi trần gian này? Thì thưa quý vị, từ trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói rằng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Khi chúng ta nghiên cứu các tôn giáo, nếu chúng ta để ý rằng không có ai có thể đảm bảo nói rõ ràng rằng người đó là đường đi, là chân lý cả, ngoại trừ Chúa Giêsu. Như vậy thì Chúa Giêsu đảm bảo sự cứu chuộc cho chúng ta, đảm bảo niềm tin của chúng ta trong Chúa. Ngài sẽ đảm bảo sự cứu chuộc cho chúng ta trong nước đời đời của Chúa sau khi chúng ta lìa khỏi trần gian này. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị, mục sư Nguyễn Hồng Quang vừa trình bày, chỉ có Chúa Giêsu
là đấng trung bảo giữa Thượng Đế và con người mới có thể mang mỗi đời sống của chúng ta vào cõi đời đời, đó là nơi miền vĩnh phước. Hy vọng rằng qua chương trình Tôn giáo và đời sống buổi tối hôm nay, quý vị sẽ có một cái sự suy nghĩ đặt trong mỗi đời sống của chúng ta. Và nếu mà quý vị muốn có những câu trả lời thỏa đáng hơn để tìm hiểu về tin lành là gì, tại sao tin lành là một cái không phải là một cái tôn giáo không, mà đó là một cái mối quan hệ giữa con người và Thượng Đế, quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hội Thánh Tin Lành North San Diego. Vì thời gian không cho phép nhiều, kính thưa Mục sư, trước khi chúng ta chấm dứt, quý vị có thể dành một vài phút cho Mục sư có thể đến với quý vị khán thính giả của VNTV trong lời chúc Tết cũng như là giờ chào đón năm mới trong năm 2017 này. Xin kính mời Mục sư. Thưa quý khán thính giả của Việt News, thay cho Hội Thánh Tin Lành North San Diego, tôi kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh an lành và năm mới tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa. Và tôi cũng mong quý vị có cơ hội viếng thăm các cái mạng xã hội của Hội Thánh chúng tôi như là Facebook Vietnamese Christian Alliance Church of North San Diego hoặc là website của Hội Thánh của chúng tôi tinlanhsandiego.org. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, một lần nữa Quang Viên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với Quang Viên trong chương trình Tôn giáo và Đời sống. Hy vọng rằng qua 15 phút vừa rồi, chương trình Tôn giáo và Đời sống đã mang lại cho quý vị một niềm bình an thật. Hy vọng rằng qua 15 phút vừa qua, chương trình Tôn giáo và Đời sống đã mang cho quý vị một sự thỏa lòng thật. Và nếu quý vị vẫn còn mong muốn tìm được sự bình an trong đời sống của mình, quý vị có thể liên lạc với Hội Thánh Tin Lành North San Diego và Mục sư Nguyễn Hồng Quang để tìm hiểu thêm. Một lần nữa Quang Viên xin thay mặt cho anh chị em của đài VNTV cảm ơn Mục sư rất là nhiều đã đến đây với chương trình. Hy vọng trong tương lai Mục sư sẽ trở lại cùng chúng tôi hoàn huyên để tìm hiểu thêm về tôn giáo và đời sống trong những ngày tháng tới. Cảm ơn anh Quang Viên.